Các bạn thân mến, trong quá trình chúng ta kiểm tra sửa chữa biến tần thì chúng ta có thể dùng ba cái bóng đèn này để chúng ta đấu và chúng ta thay cho cái động cơ. Thì cái lợi ích khi mà chúng ta dùng cái bóng đèn này thì cái thứ nhất là chúng ta nó không phải đấu động cơ rườm rà. Cái thứ hai là chúng ta có thể phát hiện được cái biến tần này nó bị lệch pha các bạn nhé, nó chạy lệch pha. Và chúng ta sẽ thấy được cái một trong ba cái bóng đèn này nó sẽ sáng, nó không đều nhau các bạn nhé. Thế thì để đấu cái bóng đèn này thì tôi hướng dẫn cho các bạn có hai cách đấu nhé. Thì cái cách đấu số 1, tôi gọi là cách đấu số 1. Cách 1 là chúng ta đấu cái bóng đèn này theo hình tam giác. Thì đây các bạn nhìn sơ đồ đây thì chúng ta sẽ hiểu nhé. Thì chúng ta sẽ đấu hình tam giác nó như thế này nhé. Chúng ta dùng cái bóng đèn sợi đốt nhé, 60W. Chúng ta đấu theo hình tam giác như này. Và để đấu như này thì chúng ta chuẩn bị cái bóng đèn này, cái đuôi này. Chúng ta chuẩn bị cho tôi ba cái sợi dây ngắn này nha. Và ba cái sợi dây dài để chúng ta đấu vào biến tần nha. Và bây giờ tôi sẽ đấu cho các bạn xem nha. Cái sợi dây thứ nhất chúng ta đấu từ cái bóng này nha. Đây, chúng ta cứ đấu từng cái một cho nó đỡ quên các bạn nhé. Thì tôi lấy ví dụ các bạn để cái vị trí này đi, thì chúng ta để thế này, thì chúng ta sẽ đấu vào cái bóng thứ hai này. Đấy, thì chúng ta được một cái thứ nhất, cái dây thứ nhất. Cái dây thứ hai chúng ta lại đấu từ cái dây này. Đây, sang cái bóng này, chúng ta quay cái chiều này nha. Sang vị trí này. Đây, chúng ta được cái bóng thứ hai kia. Cái dây thứ ba là chúng ta lại đấu từ cái dây này. Đến cái này các bạn nha. Đấy, như vậy là các bạn hình dung cách đấu nhé. Đây, tôi cho các bạn xem cách đấu đằng sau này nha. Đấy, chúng ta đặt ba cái bóng này lên, ba góc nó như này các bạn nhé, như này. Bây giờ chúng ta sẽ đấu ba cái dây UVV kép vào dây này là 1, dây này là 2 và dây này là 3 nhá. Thì các bạn có thể tuốt chỗ này ra các bạn đấu vào đây, tuốt chỗ này ra các bạn đấu đây, tuốt chỗ này ra các bạn đấu đây thì nó đỡ bị nhầm. Còn nếu mà chúng ta mà yên tâm rồi thì chúng ta đấu ở chân bóng này cũng được. Thì chúng ta nhớ là đây, tôi đấu cái dây này trước nhá, thì tôi đấu vào đầu này cũng được. Đây, như vậy là cái dây này tôi đang đấu vào cái nhánh này các bạn nhé. Các bạn phải nhớ khéo đấu nhầm các bạn nhé. Dây này chúng ta đang đấu vào cái nhánh này này. Bây giờ chúng ta sẽ đấu một cái dây vào cái nhánh này nhé. Đây, cái nhánh này thì tôi đấu vào đây các bạn nhé.
đang đấu cái dây này là tôi đấu vào nhánh này các bạn nhé, dây này tôi đấu vào nhánh này thì chúng ta hiểu như vậy nhé. Cái dây còn lại chúng ta sẽ đấu vào nhánh này thì là chúng ta đấu như vậy thì nó sẽ không bị nhầm các bạn nhé. Đây đấu vào đây đi, chúng ta sẽ không bị nhầm. Đấy, sau khi đấu chúng ta đấu như này thì chúng ta gọi là chúng ta đã đấu được hình sao, à xin lỗi các bạn, là hình tam giác, đấu hình tam giác các bạn nhé. Và khi mà đấu hình tam giác như này thì chúng ta lưu ý là chúng ta đưa điện ra ba cái đầu dây UVV kép này là chỉ được phép là 220V thôi, còn chúng ta đưa ra 380V là nó bị cháy bóng các bạn nhé. Thế thì nếu như cái biến tần này mà nó đưa ra 380V thì là chúng ta phải đấu cái, theo cái kiểu là hình sao các bạn nhé, chứ đấu cái kiểu này không được. Thì cái biến tần này chúng ta xem nó ra bao nhiêu. AC input là 220, output 3 pha, 3 pha 4,2 ampere. Ở đây nó không nói là điện áp ra. Tuy nhiên cái điện áp ra này mà chúng ta chỉnh căng hết cỡ là nó ra đến 300V đấy các bạn nhé. Thì cho nên là chúng ta đấu cái kiểu hình tam giác như này thì chúng ta chỉnh cái biến trở này này. Chỉnh thấp hết cỡ đi nhé. Chỉnh thấp hết cỡ đi, chúng ta chỉnh ít một thôi nhé. Thì chúng ta sẽ có cái điện áp ra nó thấp thì nó không ảnh hưởng các bạn nhé. Còn nếu mà chúng ta chỉnh cái chiếc áp này cao là nó cháy cái bóng này các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đấu vào đây. Ba dây này chúng ta đấu vào UVV kép. Dây nào đấu vào đâu cũng được. Dây này, tôi đấu vào dây này vào U đi. Dây này vào V đi. Dây này vào V kép nhé. V này. Ba đầu dây này là UVV kép này. Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ quan sát, tôi sẽ cho nó chạy nhé. Để chúng ta xem là cái hoạt động của cái biến tần này nó khi mà chúng ta nhìn trực quan bằng ba cái bóng đèn này xem nó hoạt động ra làm sao các bạn nhé. Để cho chúng ta nhìn nó rõ tôi tắt cái bóng đèn này đi nhé. Đây tôi cắm điện. Cắm điện. Đấy, biến tần bắt đầu có điện rồi các bạn nhé. Đấy, bây giờ tôi bấm start này. Cái điện trở này tôi đang giảm về 0 nhé. Bây giờ tôi tăng từ từ này. Đó, chúng ta thấy không ạ? Nó sáng đảo chiều nhau nhé. Đấy, bây giờ tôi tăng lên này. Đấy, các bạn chú ý là đấu cái hình tam giác như này thì điện nó ra thì cái bóng này nó chịu điện áp cao, tức là chúng ta không được để cái điện áp này nó ra quá cao, bởi vì cái hiện nay chúng ta đang đấu trực tiếp vào hai cái pha, ví dụ như cái bóng này nó đấu trực tiếp vào U và V, bóng này đang đấu vào VV kép, bóng này đang đấu vào V kép U chẳng hạn, thì nó đang chịu trực tiếp cái điện áp này nhé. Thì chúng ta chỉ chỉnh cái biến trở này độ khoảng 50% thôi nhé. Các bạn quan sát khi mà tôi chỉnh cho cái tần số nó thật thấp đi. Chúng ta chỉnh cho nó về 1Hz đi. Để các bạn nhìn thấy nhé. 0,5Hz đi. Bây giờ các bạn quan sát này. 0,6Hz này. Đấy, các bạn thấy không ạ? Đấy. Như vậy là gì ạ? Nó giống như cái lúc mà cái động cơ nó khởi động các bạn nhé. Động cơ nó khởi động và nó chạy theo vòng tròn. Chậm nữa đi một tí xem nào. Đấy. Đấy các bạn thấy không ạ? Để nó chạy như này nha các bạn thấy nhá. Sáng, 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 sáng đúng nhỉ? Đấy. Còn nếu mà các bạn mà đảo chiều quay thì nó sẽ
nó sẽ quay theo chiều này, còn đây là nó đang theo chiều này các bạn nhé. Đấy. Và chúng ta quan sát này, chúng ta thấy ba cái bóng này nó sáng đều với nhau này nhá, đều nhau nhá, chúng ta nhìn thấy ba bóng nó sáng đều nhau. Bây giờ một cái pha nó bị mất thì cái hiện tượng nó thế này các bạn nhé, giống như chúng ta tháo một dây này ra thôi, chúng ta hiểu như vậy nhá. Thì các bạn quan sát này, các bạn thấy không, có mỗi cái bóng này nó sáng này, hai bóng này nó sáng yếu này nhá, mỗi bóng này nó sáng rõ này, hai bóng này sáng yếu này. Đấy thì ta biết là nó bị mất một pha này, mất pha này, lệch pha này, bóng này sáng rõ, hai bóng này sáng yếu này. Đấy, từ cái này chúng ta suy ra là nó đang bị phát hiện ra là nó bị lệch pha. Đấy, và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách đấu thứ hai, đó là chúng ta lại đấu theo cái hình sao các bạn nhé. Đây, nếu mà chúng ta đấu theo hình sao thì chúng ta đấu thế này, chúng ta đấu ba cái bóng này vào nhau và ở cái đầu dây chung này chúng ta để trống nhá, và đầu còn lại của ba bóng thì chính là đi về UVV kép. Đấy, cái cách đấu hình sao này thì nó có khi nó đơn giản hơn, dễ đấu hơn các bạn nhé. Và cái cách đấu hình sao này thì chúng ta lại đấu vào biến tần 380V cũng được, mà 220 cũng được nhé. Thì cái cách đấu này chúng ta có thể là đấu như này thì nó chúng ta test được các loại biến tần luôn nhé. Và bây giờ tôi sẽ đấu lại nhé, để cho an toàn tôi tạm thời tháo đây ra đã. Tôi tháo hết ra để cho chúng ta dễ quan sát nhé. Sau đó tôi đấu lại từ đầu cho các bạn xem. Đây là ba cái sợi dây dài để tôi đấu vào biến tần nha. Bây giờ tôi đây cái dây ngắn này, bây giờ lúc nãy là đấu ba sợi, bây giờ tôi chỉ cần hai sợi thôi, không cần đến ba sợi nữa, hai sợi các bạn nhé. Tôi bỏ bớt một sợi đi nhé. Bây giờ tôi đấu một cực này kết nối ba bóng này với nhau, đây cực này và cực này, đây hai cái này thì tôi đấu chập lại và tôi đấu vào một bóng ở giữa đi, giả sử như vậy. Đây, một cái bóng này đi. Đấy, như vậy là chúng ta thấy là đây, đúng rồi. Đấy, chúng ta kết nối ba cái đầu của ba bóng này lại với nhau nhé, đầu này lại với nhau. Thế bây giờ là đầu còn lại của ba cái bóng này thì chúng ta đấu vào U này, đây, đấu vào V này, đấu vào V kép này, thế là xong. Hay là vào U cũng được, hay là vào V cũng được. Đấy, nó rất là dễ, cái cách đấu này có khi còn nhanh hơn các bạn nhé, nhanh hơn là cách đấu kia.
mà lại cách đấu này lại test được cho cả hai trường hợp, biến tần ra 220 cũng test được và ra 308 cũng test được các bạn nhé. Thì cái cách test, cái cách đấu này người ta gọi là đấu hình hình sao các bạn nhé. Sẽ đấu ba cái dây này vào. Đây, dây này vào U đi. Cái nào vào U, cái nào vào V cũng được, không sao các bạn nhé. Đây vào U đi. Cái này vào V đi. Kép đi. Đó. Bây giờ tôi đã đấu xong. Và bây giờ chúng ta quan sát nhé. Bây giờ tôi cho nó chạy này. Đây, chúng ta quan sát nha. Tôi để cái hướng này chúng ta sẽ nhìn rõ. Tôi tắt đèn đi. Tôi cắm điện. Bật cho nó chạy này. Bây giờ tôi chỉnh cho tần số thật thấp. Cái này thì nó tối hơn cái kia nhé. Bởi vì sao? Bởi vì cái cách đấu này nó cần điện nó mạnh hơn các bạn nha. Cho nên là chúng ta thấy là nó tối hơn, đèn nó tối hơn. Ở cái cách này thì chúng ta thấy là nó cứ sáng 2 bóng 1. Nó cũng đảo đảo như này các bạn nhé. Đấy. Chúng ta tăng tần số lên này. Với cái cách này thì tôi chỉnh hết cỡ được không sao các bạn nhé. Còn nếu mà ở cái cách đấu tam giác mà chúng ta chỉnh hết cỡ này có khi nó cháy bóng mất các bạn nhé. Cháy bóng mất. Rồi cái cách này tôi chỉnh hết cỡ là được. Đấy, ok. Rồi, bây giờ tôi tắt đi này. Giả sử bây giờ nó lại hỏng một pha giống như ban nãy nha các bạn nhé. Thì chúng ta quan sát nhé. Xem hiện tượng nó thế nào nhé. Đây, cái dây này nó đang bị đứt giống như nó hỏng một pha nhé. Đấy. Và với cái cách này thì chúng ta test. Thì chúng ta thấy cái đèn này nó tắt hẳn đi này. Nó tắt hẳn đi này, nó không sáng như là ban nãy nữa nhé. Nó chỉ còn hai cái đèn này sáng thôi, đèn này nó tắt hẳn đi này, người ta biết à như vậy là nó bị mất một pha này các bạn nhé. Thì với cái cách test này thì chúng ta nhìn nó khi nó lệch pha thì nó rõ hơn, nó rõ ràng hơn là cái cách test bằng tam giác các bạn nhé. Tức là nó, đèn này nó tắt hẳn, nó không còn sáng như cái đèn ban nãy nữa nha. Ban nãy là có một cái đèn sáng và hai đèn tối, thì bây giờ là cái cách test theo cái kiểu đấu hình sao mà mất pha, gọi là lệch pha đấy, thì có một đèn nó tắt hẳn các bạn nhé và hai đèn này sáng. Ở biến tần thì chúng ta sửa thì nó có cái hay cái này, chúng ta có thể dùng bóng đèn chúng ta test mà nó không bị ngắt các bạn nhé. Như ở trên điều hòa hay là trên máy giặt mà chúng ta dùng bóng đèn chúng ta test thì chúng ta chỉ test được có mấy giây thôi, khoảng 10 giây thôi mà nó ngắt nhé. Nhưng ở trên điều biến tần thì nó lại cho chúng ta test thoải mái luôn. Đấy, chúng ta thích test thì bao giờ test nhá, nó không ngắt. Cái này là cái mà chúng ta sửa biến tần nó sẽ dễ hơn ở trên điều hòa và trên máy giặt, ở cái chỗ là nó không ngắt, cho chúng ta có thời gian để chúng ta kiểm tra, chúng ta khám phá nhá. Nó không bị ngắt như là trên điều hòa hay là trên máy giặt hay là trên tủ lạnh. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì trên điều hòa, trên tủ lạnh, trên máy giặt là người ta có cái mạch bảo vệ mất pha nó theo dõi, để chúng ta không cắm lốc, không cắm động cơ vào là nó chạy cái nó ngắt, chạy mấy giây nó ngắt. Nhưng ở trên cái biến tần này nó có cái hay này, chúng ta không cần cắm động cơ, chúng ta đấu ra bóng đèn là nó chạy suốt được.
Đấy, nó có cái rễ như vậy các bạn nhé. Thì ở đây chúng ta thấy là với cái cách mà cài đặt ấy là gì ạ, là đây các bạn thấy nhá, tôi cho các bạn xem luôn nhá. Cái cách cài đặt hiện nay chúng ta đang cài đặt ở cái chế độ là FV đấy. Thì đây tôi vào cái chế độ cài đặt này, P00 này, P00 này, .00 này, enter vào đây này. Thì hiện nay tôi đang để cái chế độ số 2 hay là số 1, tôi tắt thì đã, chúng ta phải tắt đi đã nha. P00 này, .00 nhé, chúng ta vào cái chế độ này nhé, chúng ta chuyển về số 1, đồng ý này, thoát này. Thì ở cái chế độ số 2 và số 1 này thì nó đều tuyến tính các bạn nhé, nó đều tuyến tính, có nghĩa là gì, tốc độ càng cao thì điện áp nó ra càng mạnh nhé, nó ra càng mạnh. Đây, chúng ta để chỉnh tốc độ càng cao thì điện áp nó ra càng mạnh, đèn nó càng sáng, hay là động cơ nó chạy càng nhanh thì điện áp nó ra động cơ càng mạnh, thì nó gọi là tuyến tính giữa V và F các bạn nhé. Điện áp và tần số là tỷ lệ với nhau. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta chỉnh về cái giá trị, để tôi lấy ví dụ đây, bây giờ tôi tắt đi nhé, tôi chỉnh lại cho các bạn xem. Nếu mà chúng ta chỉnh về chế độ là P00.00 đi vào và chúng ta chọn số 0 thì cái này nó không tỷ lệ với nhau nữa nhé, tức là nó không phải là chế độ V trên F nhé. Đồng ý cái này, thoát ra này, và bây giờ chúng ta bật, chúng ta thấy này, nó cứ chạy như này nhé. Bây giờ chúng ta giảm đi này, các bạn thấy không, tần số giảm rất thấp rồi nhưng mà điện áp ra vẫn mạnh này. Đấy các bạn thấy không, tần số giảm cực thấp rồi nên điện áp ra cực mạnh. Đây, tần số giảm thấp nữa này, điện áp ra vẫn cực mạnh này. Bạn thấy không? Đấy, thì cái này, cái cơ chế này là nó sao ạ? Để nó điều khiển những cái động cơ mà nó quay rất chậm nhưng mà nó có moment quay cực khỏe. Nó giống như là đi qua hộp số ấy, các bạn nhé. Thì cái trường hợp này thì người ta thường là đây để có 3,8 Hz này. Người ta thường để cái chế độ này ở cái động cơ, người ta gọi là động cơ đồng bộ 3 pha nhé. Còn chế độ V trên F là cho động cơ không đồng bộ các bạn nhé. Đấy các bạn thấy không? Điện áp nó ra rất mạnh, mặc dù tần số rất thấp nhé. Thì đấy là cái chế độ không phải chế độ V trên F các bạn nhé. Tỷ lệ giữa điện áp với cả tần số các bạn nhé.